Hello, bà Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel của Lộc và Loan để theo dõi những tin tức vlog cũng như giải trí. Ngày hôm nay là ngày 24 tháng 2 năm 2021. Xin kính gửi đến quý vị những lời chúc thật là nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, hôm qua thì Loan và Lộc đã đưa cô Phượng Liên với lại chồng cô Phượng Liên đi chích ở cái địa điểm mới là ở Anaheim Convention Center. Ngày hôm qua thì Loan Lộc có thông báo đến quý vị là sẽ mở cái Anaheim Convention Center mà họ dự định là mở ngày hôm nay. Nhưng mà không hiểu lý do vì sao mà ngày hôm qua cũng là cái ngày đầu tiên họ mở và Loan với Lộc đã được vô đó và khám phá. Thì Loan Lộc sẽ chia sẻ với quý vị cái video về cái chỗ chích đó để quý vị có thể theo dõi mà mình biết, tại vì chỗ đó nó cũng hơi rộng lớn đó quý vị. Nếu là một người chưa bao giờ đi vào đó thì chắc có lẽ hơi bị bỡ ngỡ. Lộc với Lân cũng khá là bỡ ngỡ, nhưng mà mình tại vì có vào đó một vài lần để biểu diễn nên mình biết cái đường đi thì cũng hên, cũng may mắn cũng gặp những cái người chỉ hướng dẫn mình rất là tốt. Thì vô đó người ta cũng để bảng chỉ cũng rất là rõ ràng, mình chú ý mình nhìn những cái bảng thì mình sẽ không đi lạc. Kính thưa quý vị, lý do vì sao người dân Texas kiệt quệ vì tiền điện. Quý vị cũng biết là trong thời gian của cái tuần vừa qua là ở Texas bị những cái cơn bão tuyết, thì người dân Texas phải hứng chịu cái sự cúp điện mà trong vòng 3 ngày 3 đêm luôn. Rồi sau đó khi mà mở điện bắt đầu hoạt động lại đó, thì họ nhận được những cái hóa đơn tiền điện phải nói gọi là khủng, là nó gấp mấy chục lần cái hóa đơn bình thường. Thì người ta rên rỉ là không có thời gian, người ta rên rỉ là không có thể nào mà chi trả nổi cái hóa đơn tiền điện mà cao đến mức độ như vậy. Thì Ủy ban Tiện ích Công cộng của Texas đã ban lệnh cấm cắt điện các hộ gia đình chưa thanh toán hóa đơn cho tới khi có thông báo mới, đó là sự hỗ trợ từ phía bên nhà nước. Và chúng ta tìm hiểu là vì sao mà có những cái hóa đơn tiền điện mà nó cao đến mức độ như vậy, là bởi vì những cái hộ mà nhận cái hóa đơn tiền điện cao là do lúc họ ký hợp đồng, họ ký hợp đồng với cái giá điện tùy theo giá thị trường. Đó, cho nên không phải mỗi người dân Texas là người nào cũng nhận cái hóa đơn tiền điện cao bất ngờ như vậy đâu quý vị. Chỉ có một số người là họ đã ký hợp đồng là bởi vì họ nghĩ là cuộc sống ở Texas nó rất là bình lặng, nó không bị những cái thiên tai, mà thiên tai lũ lụt hay là bị những cái gì mà mà đưa đến cái giá tiền điện nó tăng. Nhưng mà không ngờ họ ký cái hợp đồng đó thì khi mà gặp những cái cơn bão, những cái tình huống như vậy thì tiền điện nó tăng một cách kinh khủng. Đó chính là cái lý do vì sao mà họ phải nhận cái hóa đơn tiền điện nó cao như vậy. Wow, vậy hôm bữa có người phải nhận cái hóa đơn 20 mấy ngàn tiền điện. Dễ sợ luôn. Kinh khủng ha. Chắc có nghĩa là người ta cứ nghĩ là mình ta xài bình thường, nhưng mà trong những lúc mà ngặt nghèo, điện nó khó, nó hiếm, thì cái tiền điện nó sẽ tăng lên gấp 20 lần mà người ta không biết. Thì nhiều khi họ nghĩ là ký theo giá thị trường thì họ chỉ nghĩ là thì giá thị trường tăng lên thì cũng tăng chút xíu thôi, chứ đâu có mà tăng mà một lúc mà tăng cả bao nhiêu phần trăm mà một số mà nó khủng khiếp như vậy. Thì trong cái thời gian mà bị bão tuyết của quý vị thì cái nhu cầu để mà sử dụng điện nó tăng quá lớn, là ở đâu cũng cần điện để sử dụng, nơi nào cũng muốn điện để sử dụng, và nhất là sau khi vừa bị cúp điện xong thì người ta lại muốn có cái lượng điện để mà người ta sử dụng, và khắp nơi ở đâu cũng sử dụng nhiều hơn, cho nên có những cái chỗ cái giá điện nó cao hơn 10.000% so với cái giá điện bình thường. Trời ơi, kinh khủng vậy hả? Giá điện nó tăng 10.000% so với lại tháng 1, với đầu tháng 2 vừa rồi. Có một người tên là Susan Hosford ở Denison, Texas nhận cái hóa đơn là $1,346. Đó là rẻ nhất đó quý vị. Rồi sau đó đó thì có rất là nhiều người nhận được cái hóa đơn là từ 6.000 mấy đô la, rồi 7.000 đô la, như là ông DeAndre Upshaw ở Dallas nhận cái hóa đơn 7.000 đô la. Được biết đó là trong cái thời gian tuần vừa qua đó quý vị, có lúc đó, giá điện tăng là 9.000 đô la cho 1 megawatt. Wow, kinh khủng khiếp vậy. Không? Và nếu như là có nghĩa là nó gấp hơn 300 lần so với giá bình thường. Cho nên nếu như mà mình ký hợp đồng mà theo thời giá thì cái lúc đó là mình trả cái số tiền rất là kinh khủng luôn. Bữa mình cũng thắc mắc, mình không biết lý do làm sao ha. Bây giờ là có một câu trả lời rồi, có nghĩa là khi mà mình hợp đồng mà hợp đồng theo thị giá đó, theo
có thời giá, theo thời giá đó thì là nó bị ảnh hưởng rất là nặng nếu mà bị thiên tai hay là những cái gì nó xảy ra, nên mình phải coi kỹ lắm. Hiện tại bây giờ thì chính phủ cũng nhúng tay vào và yêu cầu các cái nhà máy cung cấp điện không được cắt điện của người dân. Đúng rồi. Và để sau đó rồi họ sẽ bắt đầu họ giải quyết xem là như thế nào. Giống như những có những cái hợp đồng á quý vị, mấy cái chữ mà tên tuổi này nọ thì in lớn lắm, nhưng mà những cái mà cái nhỏ dưới mà để ít có ai để ý đó, nhất là hợp đồng bảo hiểm nha quý vị, thì mình cố gắng mình phải đọc những cái đường li ti đó. Nếu mà họ đọc không được á, thì kêu người ta phóng lớn để cho mình đọc, chứ mà những cái đó là nói là những cái rắc rối sau này của mình đó. Kính thưa quý vị, giá nhà của tháng 12 tăng 10,4%, cao nhất trong vòng 7 năm qua. Thường là vào tháng 12 là tháng bán nhà chậm nhất trong năm. Tuy nhiên, giá nhà tiếp tục tăng trong tháng này của năm 2020 và tăng ở mức cao nhất trong 7 năm trở lại đây. Bản tin CNBC hôm thứ Ba 23 tháng 2 cho biết giá nhà trên toàn nước Mỹ tăng 10,4% so với tháng 11 năm 2019. Đây là mức tăng mạnh tính theo năm trong 6 năm qua, đồng thời cũng tăng hơn tháng 11 được cho biết là 9,5%. Mức gia tăng trong tháng 12 cũng trong hàng những tháng có sự gia tăng cao nhất trong lịch sử 30 năm của bảng chỉ số này. Bảng chỉ số nhà của 10 thành phố tiêu biểu cũng tăng 9,8% so với con số 8,9% hồi tháng 11. Bảng chỉ số nhà của 20 thành phố tăng 10,1% so với 9,2% của tháng trước đó. Thành phố Detroit không được tính trong bảng lần này do việc thu thập dữ liệu gặp trở ngại vì COVID-19. Các thành phố Phoenix, Seattle và San Diego tiếp tục là những nơi có giá nhà tăng mạnh nhất. Trong 19 thành phố được nghiên cứu, giá nhà ở Phoenix tăng 14,4% so với năm trước, ở Seattle mức gia tăng là 13,6% và ở San Diego là 13%. Có 18 trong số 19 thành phố báo cáo nhà đều đặn tăng trong 12 tháng, chấm dứt vào tháng 12 năm 2020. Giá nhà bắt đầu tăng mạnh từ mùa hè năm ngoái, tình trạng không đủ nhà bán trên thị trường cộng với mức lãi suất vay tiền mua nhà ở mức thấp kỷ lục đã khiến có tình trạng tranh giành mua các căn nhà được đưa ra bán. Lãi suất bắt đầu lên cao hơn trong tuần qua và là điều sẽ ảnh hưởng tới việc mua nhà trong mùa xuân năm 2021, theo các chuyên gia. Mà Lộc thấy cũng đúng, tại vì trong lúc mà năm ngoái đó quý vị biết là dịch nó xảy ra như vậy, nhưng mà có những căn nhà gần khu lộc ở đó họ mới list ra từ chưa được tuần lễ nữa là họ bán rồi, là quá nhanh. Tại vì cái giá tiền lời nó giảm phải nói là kỷ lục quý vị. Bình thường là phải 3.75% là mình được thấp rồi ha, còn có những người mà không có đủ điều kiện cái phần trăm nó còn cao hơn. Và năm vừa rồi đó có những cái lúc đó, cái giá nó chỉ có 2.6% tiền lời thôi. Wow. Nó chênh lệch nhau như vậy, cái số tiền mình tính ra nhiều lắm đó nha quý vị. Đúng rồi, nhưng mà nó giảm như vậy cũng là một cái cơ hội cho những người nào mà chưa được mua nhà bao giờ đó, bây giờ lại có điều kiện để mà mua. Và nó giá nó rẻ, không phải là cái lãi suất nó rẻ nên người ta mua nó cũng dễ dàng để người ta chi trả hàng tháng nó nhẹ, cái payment nó sẽ giảm xuống rất nhiều. Kính thưa quý vị, chính quyền của tổng thống Biden đã trì hoãn việc đưa người tạm trú đang chờ tại Mexico vào Hoa Kỳ. Đúng ra là cái lệnh này là bắt đầu từ hôm 19 tây tháng 2 vừa qua đó quý vị. Nhưng vào hôm thứ Hai 22 tây tháng 2 thì Hoa Kỳ đột ngột hủy bỏ kế hoạch đưa những người tạm trú vào Texas tại hai cảng nhập cảnh, làm tiêu tan hy vọng của hàng trăm người chờ đợi nhiều tháng ở Mexico theo chính sách từ thời Tổng thống Donald Trump mà Tổng thống Joe Biden cam kết sẽ hủy bỏ. Bộ Nội an Hoa Kỳ tuyên bố rằng với những cân nhắc về hoạt động hiện tại và không còn có thể khẳng định khi nào sẽ bắt đầu đưa di dân qua các cảng ở Brownsville và El Paso, Texas. Hồi tuần trước, Bộ Nội an cho biết họ sẽ bắt đầu nhận những người tạm trú với các đơn xin còn hiệu lực tại các địa điểm đó vào hôm thứ Hai và thứ Sáu. Texas hiện đang phục hồi sau một cơn bão mùa đông đánh sập các dịch vụ điện và nước trên toàn tiểu bang. Phát ngôn viên của Bộ Nội an không đưa ra lý do cụ thể cho việc trì hoãn, nhưng cho biết cơ quan này sẽ bắt đầu sử dụng các địa điểm đó khi các đối tác quốc tế thực hiện các biện pháp nhất định để đảm bảo an ninh, sức khỏe và các hệ thống giải quyết đầy đủ.
Ông Biden cam kết sẽ hủy bỏ chương trình thời Tổng thống Donald Trump được gọi là giao thức bảo vệ di dân, từng buộc hơn 65.000 người tạm trú chủ yếu ở Trung Mỹ quay trở lại biên giới trong khi chờ các phiên tòa xét xử của Tòa án nhập cư Hoa Kỳ. Hầu hết những người này trở về nhà, nhưng một số người vẫn ở lại Mexico trong điều kiện tồi tệ hoặc nguy hiểm, dễ bị bắt cóc và tình trạng bạo lực. Theo Lộc nghĩ thì cũng dễ hiểu thôi, tại vì hiện tại giờ Texas, Houston đang một cái giống như một thảm họa rồi, mà bây giờ mà họ mà mở cửa ra đâu có đủ sức đâu mà lo cho người ta. Bây giờ không có đủ sức để lo cho người dân của Mỹ nữa, huống gì những cái người nhập cư mà đang bất hợp pháp mà được vào Mỹ. Hiện tại bây giờ là mặc dù là cơn bão nó đã qua đi, mọi việc nó đã bắt đầu trở lại, nhưng mà chưa thể nào mà bình thường được, tại vì những cái mất mát, những cái đau thương cộng với những cái hư hao của cái tài sản, không biết thời gian bao lâu thì người dân Texas mới có thể lấy lại được những cái đó. Và trước khi cái cơn bão này xảy ra thì ông thống đốc Texas ông cũng đã lên tiếng, ông nói là ông không thể nào ông gồng nổi với cái số lượng người di dân mà vô Texas quá nhiều như vậy, ông không thể nào ông kham mà ông lo hết cho số lượng người. Thì Hồng Loan nghĩ đó cũng là những cái lý do mà tạm dừng cái sự mà cho người di dân vào lúc này, thì điều đó mình cũng rất là hoan nghênh và điều đó thì mình cũng thấy rất là đúng. Thưa quý vị, chính quyền của Tổng thống Joe Biden công nhận phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài quốc tế bác bỏ yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông là cuối cùng và có tính ràng buộc pháp lý đối với tất cả các bên. Đó là khẳng định của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jay Sullivan trong cuộc điện đàm gần đây với người đồng cấp Philippines Hormonius Esperon. Theo The Philippine Star hôm 22 tháng 2, dẫn thông báo về cuộc điện đàm từ phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Emily Horn, ông Sullivan cũng khẳng định phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế theo đúng Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Vào ngày 12 tháng 7 năm 2016, Tòa trọng tài thường trực PCA công bố phán quyết của một tòa trọng tài quốc tế rằng Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để đòi các quyền lịch sử đối với đường chín đoạn là đường lưỡi bò ở Biển Đông. Tuy nhiên, Trung Quốc đã phản đối phán quyết này. Cũng trong cuộc điện đàm nói trên, hai cố vấn an ninh quốc gia Sullivan và Esperon thảo luận những cơ hội thắt chặt liên minh Mỹ-Philippines theo phát ngôn viên Horn. Cuộc điện đàm diễn ra gần một tháng sau khi Ngoại trưởng Philippines Teddy Locsin thông báo trên Twitter rằng ông đã gửi công hàm ngoại giao phản đối việc Bắc Kinh ngày 22 tháng 1 ban hành luật hải cảnh cho phép lực lượng hải cảnh nổ súng nhắm vào các tàu nước ngoài trong cái gọi là vùng biển quyền tài phán của Trung Quốc và gọi luật đó là mối đe dọa chiến tranh. Đúng rồi, bây giờ mà thế giới mà không có lên tiếng, Mỹ mà không lên tiếng thì anh Trung Quốc ảnh còn tắc quái tới mức độ nào. Đây là một cái cảnh báo đầu tiên mình thấy của bên chính quyền tổng thống Joe Biden đã là coi như là lên tiếng. Thì mình thấy hiện tại bây giờ có rất là nhiều nước sẽ cùng chung tay với lại Mỹ để mà chống lại Trung Quốc, thì đây là một điều rất là mừng cho chúng ta. Và cũng tin Trung Quốc, làn sóng tước quyền đăng cai Olympic 2022 của Trung Quốc. Quốc gia đầu tiên ủng hộ tước quyền đăng cai Olympic 2022 của Trung Quốc đó là Canada. Mới đây, các nghị sĩ nước này bỏ phiếu cho rằng hành động của Trung Quốc với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương là tội ác diệt chủng, động thái làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước. Người biểu tình giơ biểu ngữ bên ngoài tòa nhà quốc hội ở Ottawa, Canada. Hầu hết các nghị sĩ Canada đều bỏ phiếu thuận về nghị quyết, không mang tính ràng buộc trên. Cuộc bỏ phiếu được các nghị sĩ đảng Bảo thủ, đảng Tự do, đảng Dân chủ mới, khối Quebecois và đảng Greens thực hiện. Nghị quyết được thông qua với số phiếu 266-0, nhưng Thủ tướng Canada Justin Trudeau và các thành viên trong nội các bỏ phiếu trắng. Ngoại trưởng Canada Mark Garneau là người duy nhất trong nội các có mặt tại cuộc bỏ phiếu, thay mặt các thành viên chính phủ bỏ phiếu trắng. Nghị quyết khẳng định lập trường của Canada rằng Trung Quốc phạm tội ác diệt chủng với người thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Nghị quyết cũng bao gồm điều khoản kêu gọi Ủy ban Olympic Quốc tế tước quyền đăng cai Olympic 2022 của Trung Quốc.
Chính phủ Mỹ ước tính có 2 triệu người thiểu số nghi ngô nhĩ bị Trung Quốc giam giữ trong vài năm gần đây, tập trung tại các cơ sở giáo dục ở Tân Cương. Nghị quyết này làm tăng thêm sức ép đối với chính quyền Thủ tướng Trudeau trong việc bày tỏ lập trường cứng rắn hơn với Trung Quốc. Cuộc bỏ phiếu cũng chính thức đưa Canada trở thành quốc gia đầu tiên ủng hộ tước quyền đăng cai Olympic mùa đông năm 2022 của Trung Quốc vì vấn đề nhân quyền. Chúng ta cũng biết là Trung Quốc nhiều lần bác bỏ cáo buộc của thế giới về cái vấn đề mà những người thiểu số ở Tân Cương mà họ hành hạ người ta rất là nhiều vấn đề mà mình nhìn mình thấy rất là tội nghiệp cho những người mà bị trong cái tình trạng đó ở Tân Cương đó thưa quý vị. Mà sao họ đã biết những cái vấn đề mà Trung Quốc đối xử coi như là rất là tệ với lại những cái người Tân Cương và họ tước cái quyền tổ chức cái hội Thế vận hội Olympic 2022. Tại sao họ không lấy những cái đó rồi tước được những cái quyền khác? Thật ra thì cái mà Olympic này đó là cái biểu tượng của nó là mang cái tính hòa bình thế giới, những cái cuộc thi đấu Olympic của toàn thế giới để mà cùng nhau thi đấu với nhau về mặt thể thao và thể hiện lên cái tính như là tất cả là như là một. Đó là cái suy nghĩ về cái Olympic. Thì Trung Quốc nó đối xử với lại những cái người dân đó như vậy thì không có xứng đáng để mà được tổ chức cái Thế vận hội mùa đông Olympic. Điều đó là rất là đúng. Bên cạnh Canada thì nước Anh cũng đã lên tiếng về vấn đề Tân Cương, nhưng mà Trung Quốc thì lúc nào cũng phản bác. Nói lên với lại Liên Hợp Quốc đó, thì Trung Quốc phản bác. Thì nước Anh họ nói là Trung Quốc nhắm vào những người Duy Ngô Nhĩ cũng và thêm những cái người mà một cái nhóm người Hồi giáo thì họ đối xử rất là tệ đối với những người đó. Thì nước Anh họ cũng lên tiếng, họ nói đối xử rất là tệ với những người đó, rồi họ bắt sử dụng lao động cưỡng bức, rồi họ triệt sản những người phụ nữ. Thì nước Anh họ nói là những cái câu chuyện mà Trung Quốc đối xử với những người này là không thể nào chấp nhận được. Mà mình thấy tất cả thế giới đều lên tiếng hết ha, mà không biết là anh Trung Quốc ảnh có biết là cái lỗi của ảnh không ta, hay là không? Trung Quốc nó cãi lại, nó nói là đây những cái người ở Tân Cương là được hưởng sự ổn định xã hội vững chắc và không hề có một cái sự khủng bố nào đối với chính quyền Trung Quốc đối với họ hết. Thì là cũng giống như là họ tuyên bố là những cái vùng đảo này nọ là của Trung Quốc, mà trong khi thế giới người ta nói là cái đường lưỡi bò là đâu có được quyền mà tự tiện như vậy. Thì họ nói của họ rồi đưa ra quốc tế thì là cái luật ra là nói là không phải, nhưng họ cũng vẫn nhất định họ cãi, họ nói là cái vùng đó là của họ. Mà cũng là tên Trung Quốc quý vị, thì tàu hải cảnh của Trung Quốc đã đi tới gần cái vị trí khai thác dầu khí của Việt Nam. Ngay tại Bà Rịa Vũng Tàu, tàu hải cảnh Trung Quốc tới vị trí khai thác dầu của Việt Nam cách Vũng Tàu khoảng 170 hải lý trên Biển Đông. Theo bản tin của tổ chức dự án Đại Ký sự Biển Đông, thì sáng 22 tháng 2, hải cảnh Trung Quốc số hiệu 5304 đã di chuyển vào khu vực mỏ Hải Thạch với khoảng cách gần nhất đến giàn khai thác chỉ khoảng 1 hải lý. Ngoài ra, hải cảnh 5304 đã di chuyển rất gần vào một kho chứa dầu thô nổi tại khu vực mỏ Hải Thạch. Khoảng cách gần nhất có thể dưới 500 m. Nguồn tin vừa kể cho hay tàu hải cảnh nói trên trọng tải 3.600 tấn rời đá chữ thập ngày 20 tháng 2 di chuyển tới hoạt động ở phía đông bắc bãi ngầm Tư Chính, khu vực lô 05.2 và lô 05.3 trong thềm lục địa của Việt Nam. Nguồn tin còn cho biết thêm khu vực này ngoài giàn khai thác kho chứa còn có hệ thống đường ống dẫn dầu được hưởng hành lang an toàn 500 m. Theo ghi nhận của Đại Ký sự Biển Đông, khu vực hoạt động của hải cảnh 5304 cách Côn Đảo khoảng 135 hải lý, cách bờ biển Trà Vinh khoảng gần 170 hải lý, tức là đã tiến sâu vào vùng biển Việt Nam hơn so với hải cảnh 5204 trước đó. Hải trình của hải cảnh 5304 trong thời gian vừa qua còn cho thấy tàu chấp pháp Trung Quốc đã hoạt động tại khu vực ngoài khơi đảo Phú Quý, có thể đã hoạt động từ ngày 6 đến 18 tháng 2, vị trí mà hải cảnh 5204 cũng đã hoạt động từ đầu tháng 2. Hành động của tàu hải cảnh Trung Quốc mang tính khiêu khích,
nhắm vào các hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam trên Biển Đông, tạo áp lực để các công ty dầu khí quốc tế bỏ chạy khỏi Việt Nam. Thì mấy năm vừa qua thì rất là nhiều công ty của Mỹ, của Nga, Tây Ban Nha đã từng coi như là hợp tác với lại Việt Nam để mà dò tìm những cái dầu khí trên cái Biển Đông của thuộc lãnh thổ Việt Nam. Thì ông Trung Quốc ông mới thấy vậy, ông mới ngắm nghía, ông muốn giống như là triệt. Người ta thấy mà nó cứ tới nó quậy, nó làm những cái trò như vậy, người ta sợ ảnh hưởng tới cái công việc làm ăn của người ta. Thì bởi vì vậy mà có một cái công ty Nga là Rosneft, là họ liên danh với lại tập đoàn dầu khí của Việt Nam, họ đã hủy bỏ hợp đồng thuê cái giàn khoan Noble Sider Border là vì áp lực từ cái tụi Trung Quốc này. Đúng rồi, cái tụi hèn thiệt hả. Thì hiện tại bây giờ thì nó cũng làm lại những cái hành động, những cái trò mà xấu xa đó, để mà nó muốn triệt, nó không có muốn cho mình làm được dầu, coi như muốn triệt hết về kinh tế, về tất cả mọi thứ của những cái nước xung quanh nó, để nó lúc nào nó cũng là số 1 ở trên cái vùng đó hết. Ngoài mặt thì bắt tay là anh em hữu nghị này nọ, nhưng mà nó lấy con dao đâm mình sau lưng, thấy không? Nó đâm trước mặt luôn á chứ. Mà mình Việt Nam mình cũng đâu dám làm gì nó đâu. Thì Việt Nam mình cũng đâu dám làm, để coi sau cái vấn đề này của Việt Nam mình có dám lên tiếng nói gì hay là không. Thì rất là nhiều trường hợp, đây là một trong những trường hợp điển hình của rất là nhiều trường hợp xảy ra mà Trung Quốc nó ngang nhiên đi vào khu Biển Đông của mình, và nó nhiều khi nó tấn công những cái tàu dân của Việt Nam. Đó thì nó từ cái luật, từ nó khi nó đưa ra cái luật hải cảnh giờ nó tung hoành thoải mái khắp nơi luôn. Thì đó. Bây giờ nếu mà nó đi vậy đó mà Việt Nam mà đưa tàu ra mà làm gì là nó bắn. Thì đó, nó được quyền mà, cái đó là cái luật nó đưa ra vậy. Ủa mà luật của nó mà sao nó được quyền? Ai cho nó làm? Nó nói là dùng đó là lãnh thổ của nó, ai mà đi vào nó có quyền được quyền bắn. Mà cái tụi này đúng là nó lì thiệt, từ mấy ngày nay là thế giới là bắt đầu lên tiếng nói về nó nhiều lắm đó, mà nó vẫn đi, nó vẫn làm gì nó làm. Trời, đúng là coi như là ngang nhiên một mình một trong mình. Những cái thời gian gần đây thì rất là nhiều nước như là nước Mỹ, nước Anh, nước Pháp đã bắt đầu đưa những cái tàu mà đưa ra ngoài Biển Đông rồi mà nó vẫn còn chưa sợ. Chắc phải xử nó làm sao, chỉ cần muốn nút bấm thôi là cái tàu nó tiêu liền. Nếu mà vô cái hải phận của những cái quốc gia này là có được quyền, nhưng mà nếu mà vậy thì nó sẽ gây ra những cái chuyện khác. Thì Việt Nam thì không dám bắn rồi, Việt Nam đâu có dám đụng tới nó đâu. Thì mong là quốc tế ra một cái luật gì đó để cho nó phải ấy lợi chứ, để nó tung hoành quá trời luôn. Kính thưa quý vị, tin Việt Nam, bất chấp kinh tế khó khăn, người dân Việt Nam vẫn chen nhau xếp hàng mua vàng cầu may. Chúng ta cũng biết là Việt Nam mình, người Việt Nam mình rất là tin tưởng. Thì cái ngày mà mùng 10 tháng Giêng, cái ngày mùng 10 đầu tiên trong năm, thì ai cũng đi mua vàng để mà cầu được cái sự may mắn và phát tài. Thì năm nay đặc biệt là mặc dù là bị ảnh hưởng về kinh tế, ảnh hưởng đủ thứ hết, nhưng mà các tiệm vàng vẫn bán đắt một cách kinh khủng. Theo những cái tiệm vàng họ nói là họ không có dự trù là năm nay họ có thể bán vàng được. Họ nghĩ là cái lượng mà nhu cầu người ta đi mua vàng nó sẽ giảm sút, cho nên họ cũng không có chuẩn bị nhiều. Nhưng mà không ngờ trong cái ngày mùng 10 thì người dân Việt Nam lũ lượt kéo nhau đi mua vàng từ Sài Gòn cho tới Hà Nội. Mà mua đến mức độ mà những tiệm vàng họ không còn vàng để mà họ bán cho cái nhu cầu của người đi mua vàng cái ngày mùng 10, mùng 10 tháng Giêng đó quý vị. Không, cũng là một cái gọi là cái phong tục hả? Một cái phong tục rất là hay ha. Cái mùng 10 mua vàng là để mà nguyên năm để được khá giả hả? Mà mình không có làm đó ha. Bữa mùng 10 cũng tính rồi, tính nói anh chở em ra tiệm vàng mua một gem vàng để lấy hên. Nhưng mà cái ngày mùng 10 Loan Lộc phải đi quay cái chương trình, quay nguyên một ngày luôn, busy từ sáng cho tới tối khuya luôn, cho nên không mua được miếng vàng nào hết. Nhưng mà mình thấy được người dân mà mùa dịch mà vẫn có tiền mà đi mua vàng đi để dự trữ, hoặc đi mua vàng để cầu may,
thì mình cũng cảm thấy là vui mừng rồi. Thật ra thì nhiều khi có những gia đình thì họ cũng không phải là khá giả gì, cũng không phải là dư giả gì, nhưng mà họ cũng ráng cố gắng lấy ra một tí xíu tiền để mà cầu mong cho cái năm nay nó được may mắn hơn cái năm qua, mọi việc nó tốt đẹp hơn năm qua, thì ai cũng mong muốn cái điều đó cho gia đình mình trong những cái ngày đầu năm ha quý vị. Vậy là mừng rồi, vui rồi. Chưa vui. Sao vậy? Phải kể chuyện vui. Rồi, ngày nào lo cũng bắt lọc kể chuyện vui, không biết quý vị có muốn nghe không? Kể hôm nay kể đại đi ha. Rồi, kể tiếp đi. Muốn nghe chuyện vợ chồng nữa không? Chuyện vợ chồng hả? Vợ chồng trẻ hay vợ chồng già? Cái này hơi lớn tuổi chút xíu. Lớn tuổi hả? Vợ chồng già nhiều khi ngọt ngào hơn vợ chồng trẻ. Tuổi nào lại có độ ngọt tuổi đó chứ. Phải không? Thì có một cái câu chuyện như vậy nè. Có hai ông bà kia thì họ quyết định tiến tới hôn nhân ở cái tuổi, một lứa tuổi rất đẹp và rất trẻ, là lứa tuổi 85 tuổi. Trời ơi, 85 mà còn yêu dữ vậy. Thì cả hai người rất là vui mừng vì coi như là nhận được sự chúc phúc của tất cả bạn bè, con cháu, rồi coi như là những người thân đến mà chúc phúc. Thì sau khi mà hai người nắm tay nhau đi đến tiệm đồ cưới và thử đồ cưới, đi về thì đi ngang cái con đường thì gặp một cái tiệm thuốc tây. Thì ông này ông mới dừng xe lại, ông nói bà đi theo tôi vô đây một chút. Cái bà này cũng gật đầu e thẹn đi theo, 85 tuổi chứ cũng còn e thẹn lắm nha. Thì đi vào cái tiệm thuốc tây thì ông mới hỏi cái người dược sĩ, ông nói là chú ơi, ở đây có bán thuốc trợ tim không? Cái ông dược sĩ ông gật đầu, dạ có. Cái ông nói, ủa vậy có thuốc ngủ không? Dạ có. Chứ ở đây có thuốc mà trị chứng khó tiêu không? Cái ông dược sĩ nói, nhìn mặt hai vợ chồng, dạ có. Ai, vậy có thuốc thấp khớp, thuốc cao máu, thuốc đau nhức. Dạo này thời tiết nó lạnh quá, dễ đau nhức lắm. Dạ, cửa hàng của con á bán rất là nhiều loại, ông mua loại gì cũng có hết. Cái ông giàu mới nói, rồi lấy cho tôi mỗi loại 10 hộp nhau. Nói xong, cái ông mới xoay qua nắm tay người vợ sắp cưới và nói với vẻ trìu mến, bà ơi, bao nhiêu đây có đủ để làm quà cưới cho bà chưa? Bà cưới quá ư là đặc biệt luôn. Mà đúng là tuổi già là cần những cái đó nhiều nhất ha. Chính xác. Bây giờ bởi vì người ta nói là hồi xưa hồi trẻ thì gặp nhau hỏi về, ê mày làm ăn sao, mày làm ăn sao này nọ, là phát triển sao. Không mà nói còn trẻ, lúc mà mới lớn thì hỏi cua đường nhỏ này chưa. Giống như là lúc mà còn trẻ, tuổi mới lớn đó quý vị, thì hai người bạn gặp nhau thì hay khoe với nhau, hỏi thăm nhau, ê mày cua nhỏ gì kia chưa, cái này nó à có nhỏ cái gì đẹp này nọ. Thì đó, cái đó là cái tuổi mới lớn. Cái tuổi lớn lớn sồn sồn chút, có gia đình rồi thì mới gặp bạn gặp nhau thì hỏi, ê mày làm ăn sao rồi, công việc của mày làm sao, nó làm có tiền hay không. Nhưng mà tới cái tuổi này thì chỉ có nói thuốc gì tốt nhất. Chỉ khoe với nhau á là tôi mới mua được cái thuốc này trị cái bệnh này tốt lắm, có cần không? Kêu đúng rồi, cho tôi đi, tôi cũng cần cái thuốc đó. Đúng là những cái món quà cho những người lớn tuổi là thuốc cho sức khỏe là tốt nhất ha quý vị. Cảm ơn quý vị đã nghe những tin tức của Lộc và cùng vui cười với một chút niềm vui của Lộc và Loan. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Trong cái chương trình live của ngày hôm qua thì quý vị cũng đã hưởng ứng và cho rất là nhiều câu hỏi. Chú Trường Thanh không có thể nào mà trả lời hết được, cho nên chắc chắn là sẽ có những cái thiếu sót. Thì hy vọng là vào lần sau thì chú sẽ trả lời cho quý vị được nhiều hơn ha quý vị ha. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại. Anh phải đi mua thuốc. Thuốc gì? Mỗi thứ 10 hộp. Trời đất ơi. Để làm quà cho em. Ủa, tưởng đi mua thuốc giảm cân chứ.